Tì tì. Ngủ dậy chưa? Nó ngủ trong đây mà con mắt nó bị xước vô mấy cái cành cây. Đâu? Rồi con mắt mờ hết nguyên con mắt rồi. Rồi chỉ một đêm thôi. Chỉ một đêm thôi con mắt nó mờ là như vậy đi rồi. Rồi. Đó, nuôi rế cá làm thú cưng quý vị thấy đó. Sẽ có rất là nhiều bệnh tật của nó. Rồi không có chữa kịp thời. Hôm qua mắt nó chỉ là một cái lằn thôi. Hôm nay nó mờ hết nguyên con mắt. Cá cho nó nè. Có thể nó ăn cá sống ngoài tự nhiên thì nó bị dính cái con lãi gì lên trên mắt nó nữa. Nè, ăn đi con. Rồi chữa bệnh cho nó. Đó, mắt của nó bị đục hết một bên mắt. Đục hẳn nguyên một con mắt luôn. Đó là những gì tôi cũng đã làm sai á. Tôi nói ra những điều không nên nói. Nên thần đã làm điều đó. Thần có thể làm được tất cả mà. Nên phải để ngày phán xét diễn ra rồi. Đây. Ăn đi rồi lấy cái... cái thuốc sức cho.